Sau thời gian tập luyện ngày 27 tháng 2, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã chính thức lên đường đi thi đấu giải quốc tế đầu tiên trong năm 2022. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên On Football. Vào tối ngày 27 tháng 2, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục lên đường sang Cộng hòa Dominica tham dự trận đấu Playoff Davis Cup nhóm 2 thế giới. Ngoài tay vợt Lý Hoàng Nam đi thi đấu tại Bồ Đào Nha và di chuyển thẳng sang Cộng hòa Dominica, thì các thành viên còn lại của đội tuyển gồm huấn luyện viên Trương Quang Vũ, các tay vợt Quốc Khánh, Linh Giang, Minh Tuấn và Văn Phương sẽ bay đến San Francisco của Mỹ, rồi sau đó sẽ nối chuyến sang Cộng hòa Dominica. Đối thủ của chúng ta là đội chủ nhà với thứ hạng 48 thế giới và sở hữu nhiều tay vợt từng nằm trong top 300 ATP. Chúng ta chỉ có một vận động viên, đó là Lý Hoàng Nam, có bảng xếp hạng hiện nay là ngoài top 500. Nhưng mà nếu mà đánh giá về thực lực á, thì vận động viên Lý Hoàng Nam cũng đã từng hạng 300 mấy. Và chúng ta trong một quá trình là hơn 2 năm đã không có được cái cơ hội để cọ sát, để nâng cái thứ hạng ATP. Thì nếu xét về lực lượng tương quan thì đánh giá về thứ hạng thì chúng ta rõ ràng là yếu hơn đội Dominican Republic. Nhưng tính về cái lực lượng chủ lực thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để mà qua lại những cái trận đấu quan trọng trong cái cuộc mốc này. Em cũng muốn đi để em lấy lại sự tự tin, và em cũng muốn đánh cho qua bệnh đánh và học hỏi kinh nghiệm để về mình có thể đánh chuẩn bị cho SEA Games. Đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ có khoảng 5 ngày để tập luyện, làm quen với thời tiết và múi giờ ở nước sở tại. Các tay vợt sẽ bước vào thi đấu trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở nhóm 2 thế giới. Và trong trường hợp ngược lại, chúng ta sẽ phải thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu như để thua. Ở ngày thi đấu cuối giải quần vợt Junior Davis Cup, Nguyễn Đại Khánh đã mang về thắng lợi trong trận đánh đơn đầu tiên khi đội tuyển quần vợt Việt Nam đối đầu với Singapore. Anh hạ tay vợt Cô Lúc với tỷ số 2-1. Và cũng chính Đại Khánh cùng với Minh Phát mang về chiến thắng trong trận đánh đôi thứ 3 để giúp đội Nam thắng chung cuộc đội tuyển Singapore 2-1. Cũng giành chiến thắng trước đội tuyển Singapore với tỷ số tương tự là đội tuyển nữ. Qua đó, cả hai đội tuyển của chúng ta tham dự giải đấu đều giành hạng 3 chung cuộc. Mặc dù không thể trực tiếp có vé dự vòng chung kết sơ loại, nhưng đây vẫn được coi là giải đấu thành công đối với các tay vợt trẻ Việt Nam. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app OnSport TV.